Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 3 giờ chiều, tức là 15 giờ của ngày 23 tháng 5 năm 2022. Câu chuyện quay trở lại ông Trần Hùng một chút. Các bác biết không, từ khi mà tôi quen ông Trần Hùng thì một trong những cái câu mà ông ấy nói nhiều nhất và có thể nói rằng là than vãn nhiều nhất. Tính tôi thì không thích những người than vãn, thế nhưng mà nghe mãi thì cũng thành ra là mình cũng thấy rằng là ông này than vãn nhiều quá. Mà 99% những cái lời than vãn mà tôi nghe đi nghe lại, đó là cái sự quen thuộc. Đó chính là cái câu rằng là anh mà có quyền thì, có nghĩa rằng là anh mà có quyền thì, ba chấm đúng không? Có nhiều cái sự việc ở trong đấy. Có nghĩa rằng là khi ông sang làm cái tổ trưởng tổ 304 ấy, thì báo cáo với các bác rằng là tôi bị nghe những cái lời ông ấy cảm giảm rất là nhiều. Từ cái việc mà liên quan đến vụ khẩu trang quốc bảo, rồi là một số cái vụ khác mà muốn làm không làm được. Đặc biệt là những cái vụ lớn thì lại càng không thể. Thế bây giờ là cứ vất vất vơ vơ đi đánh mấy vụ nhỏ, rồi lại phải rằng là gọi cả phóng viên, rồi là gọi cả quản lý thị trường, rồi là gọi cả công an. Giống như người báo án ấy, thì phải đi mà xúc tiến những mối quan hệ với bên công an hay rằng là một số cái điểm quản lý thị trường mà mình quen ấy, để mà đến mà xử xong rồi ấy, thì phải rằng là đến để cho họ bắt ấy. Bắt xong rồi, bắt hàng xong rồi thì lại còn phải một cách nào đấy để mà không bị chìm xuồng. Thế nên ấy, một trong những cái mà tôi cảm thấy rất vô cùng bất ngờ đó là cái tội mà tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thành công vụ. Tất nhiên thì tội này cũng bị bỏ rồi, nghĩa là đã bị đổi tội danh sang là cái tội nhận hối lộ rồi. Nhưng mà trong những cái đặc điểm mà liên quan đến tội nhận hối lộ thì có một cái mà cơ quan, nghĩa là trong mấy cái gạch đổ dòng thì cơ quan điều tra là quy ra ông này là không có trách nhiệm gì ở trong cái việc đó. Buồn cười lắm. Ví dụ như là trách nhiệm của ông Trần Hùng hay là thuộc về quản lý thị trường đó, thì ông này làm gì có quyền hạn đâu. Cho nên là khi mà nhận hối lộ cũng phải là người có quyền nhận hối lộ đấy chứ, đúng không? Thế thì cái câu chuyện nó là như vậy. Và có khoảng 5 cái điểm mà cơ quan điều tra là quy kết cho ông Trần Hùng. Thế thì có nhiều cái giải pháp ở trong đó. Tôi xin tâm sự mạn phép các bác một chút. Thế thì nhiều nhà báo, nhiều phóng viên và thậm chí rằng là người ta bảo với chúng tôi rằng là bây giờ phải đánh mạnh vào cái hướng này. Ví dụ như là sai phạm của cơ quan điều tra hoặc là những cái gì khuất tất của cơ quan điều tra, của những cụ thể của những điều tra viên ấy, hoặc là những cái người khác ấy, ví dụ thế, để mà ví dụ như là ông này cho tiền hay thế nào đấy vân vân. Thế nhưng mà chúng tôi không dùng cách đó, chúng tôi dùng lẽ phải, dùng chính nghĩa, và đặc biệt chị Hiền cũng không chấp nhận cái cách đấy. Thế là cách đấy nó giống như kiểu đánh dưới thắt lưng ấy, không chơi. Thay vì mình đi thẳng với câu chuyện rằng là thực tế ông Trần Hùng có nhận hối lộ hay không nhận hối lộ, thì mình lại đi đánh cái kiểu xa, đánh bắt xa bờ đấy, rồi để làm một cái sức ép lại cho bên phía đó kia thì không được. Mà thay vì đấy là phải bẻ gãy những cái luận cứ, luận điểm của cơ quan điều tra để từ đó chứng minh được rằng ông Trần Hùng vô tội. Nghĩa là có khoảng mấy cái điểm thì từng điểm một đã bị chị Hiền phân tích rất rõ và công bố dần dần ở trên cái trang cá nhân của mình, trang Facebook cá nhân của mình. Các bác có thể là vào đó để các bác theo dõi, hoặc là các bác tìm dưới những cái comment thì các bác sẽ thấy rằng là tôi để những cái link ở đó để mà vào theo dõi bà Hoàng Thu Hiền để xem rằng là thật sự đầu óc của một CEO phân tích như vậy là có chuẩn hay không. Đặc biệt là người này còn không làm cho lĩnh vực luật pháp, thế nhưng mà với gần 40 trang tài liệu đang làm, đó là một cái 40 trang chất chiêu, và để ra được 40 trang đó nó không hề đơn giản một chút nào. Ngày hôm nay thì chị đã tiếp tục bẻ gãy một cái luận điệu của cơ quan điều tra, một cái gọi là quy kết của cơ quan điều tra thông qua một cái bài viết. Tôi đã phải bình luận thế này: nếu như mà ông Trần Hùng thật sự có quyền ấy, nghĩa là ông Trần Hùng có quyền lực thật sự, thì vụ này phải được khởi tố lâu rồi, chứ không đến nỗi để bị can thuận chỉ bị phạt hành chính và dẫn tới sản xuất sách giả cực lớn. Thế thì trách nhiệm thuộc về quản lý thị trường Hà Nội, mà kỳ lạ tại sao cơ quan điều tra lại cứ đổ vấy cho ông Trần Hùng. Và tôi có làm bài thơ đơn giản thôi: thế gian lắm chuyện lạ quỳ, quy cá, nghĩa là con cá, quy cá ăn trộm quất hùng bì ngoài sân. Đúng không? Cá thì mà ăn trộm được quất được không?
Thế thì xin thưa với các bác rằng là, và trích dẫn cái bài của chị Hoàng Thu Hiền, thì tôi xin trích dẫn nguyên văn với các bác thế này. Trích dẫn nguyên văn câu của chị Hoàng Thu Hiền nhé. Cơ quan điều tra thì đang muốn cố kết tội ông Trần Hùng tự ý chỉ đạo Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường Hà Nội qua bằng chứng. Khi nhận được đơn tố giác vi phạm từ ông Cao Minh Quang, nhà xuất bản giáo dục đề nghị kiểm tra đột xuất cơ sở có dấu hiệu in sách giáo khoa giả tại Hoàng Mai của Cao Thị Minh Thuận. Ông Trần Hùng trao đổi với Tổng cục trưởng là ông Trần Hữu Linh, thì là Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh đã biết từ này nhé. Ông Trần Hùng trao đổi với Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh về việc chuyển đơn cho Cục Quản lý Thị trường Hà Nội. Sau đó gọi điện cho ông Chu Xuân Kiên là Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bàn cách phối hợp. Thế cho nên là anh Trần Hữu Linh đừng nói rằng là không biết vụ này. Yeah. Tiếp theo thì ông Trần Hùng giao cho thành viên tổ 304 là ông Kiều Nghiệp đơn tố giác đó với bức phê bên lề như sau. Nhận hồ sơ 9:30 ngày 8 tháng 7 trao tận tay. Xác minh thẩm tra lại gọi rằng là báo cáo Tổng cục trưởng. Phối hợp với Cục Nghiệp vụ và đội 17 Hà Nội xử lý gấp ngay. Đây là bút phê của ông Trần Hùng khi nhận đơn. Ông Kiều Nghiệp cầm đơn này xuống bàn giao cho Quản lý Thị trường Hà Nội để triển khai việc xác minh, kiểm tra tại hiện trường. Cơ quan điều tra thì cho rằng viết thế này là ông Hùng ép ra lệnh chỉ đạo Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường và Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với nhau thì đó quả là một cái sự áp đặt rất khiên cưỡng. Nếu vậy thì vai trò của tổ 304 ở đâu trong hoạt động này? Ai là người được ông Hùng chỉ đạo phải phối hợp với Cục Nghiệp vụ và đội 17? Đây rõ ràng là một câu dạng mệnh lệnh thức ra lệnh trực tiếp cho một đối tượng thực thi công việc với một đối tượng khác cụ thể. Đây được hiểu là đề nghị của ông Trần Hùng đối với thành viên tổ 304, ông Kiều Nghiệp. Đề nghị ông Nghiệp với tư cách thành viên của tổ 304 thì phối hợp với Cục Nghiệp vụ và đội 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội trong xử lý vụ việc. Thế ông Trần Hùng chỉ đạo Kiều Nghiệp chứ không phải là chỉ đạo ai cả. Và thứ nhất, đây không được coi là văn bản mệnh lệnh hành chính nhé. Các bạn nhé, đây không được coi là văn bản mệnh lệnh hành chính bắt buộc phải thực hiện, cũng không thể coi là vài dòng nhắc nhở nhiệm vụ nội bộ có ý nghĩa là ông Trần Hùng đang lạm quyền, tự ý chỉ đạo khi không được phép. Đấy, như là cơ quan điều tra suy diễn. Và thực tế diễn ra, đây chỉ là một hình thức liệt kê công việc phải làm mà tổ 304 giao cho thành viên. Ông Kiều Nghiệp với tư cách là thành viên của tổ 304 mang đơn đến Cục Quản lý Thị trường Hà Nội để đề xuất phối hợp. Bởi vì là bên tổ 304 thì không có cái trách nhiệm và không có cái quyền hạn để xử lý việc này. Còn việc nêu đích danh đội 17 là do trước đó ông Trần Hùng đã có trao đổi với ông Chu Xuân Kiên là Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và được thông báo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội sẽ cử đội 17 là đội phụ trách địa bàn đi thực hiện nhiệm vụ. Có nghĩa là trước khi làm văn bản đó thì ông ấy đã gọi điện cho ông Chu Xuân Kiên là Cục trưởng Hà Nội và ông Chu Xuân Kiên đã nói thẳng là đội 17 sẽ phụ trách và đi thực hiện việc này. Còn đơn thì đi xuống trước. Đấy các bác, việc này hoàn toàn có thể xác minh. Ngoài ra thì ông Trần Hùng ý thức sẽ cần báo cáo nội dung công việc này cho Tổng cục trưởng từ rất sớm nên đã nêu một trong các nhiệm vụ của tổ 304 trong lời nhắc nhở này và trong khi đó báo cáo với cả Tổng cục Quản lý trường ấy. Và rõ ràng ông Hùng đang nhắc nhở tới thành viên tổ 304 vì duy nhất tổ 304 có trách nhiệm báo cáo đó, còn đội 17 là đội nhỏ thuộc Quản lý Thị trường Hà Nội không có chức năng báo cáo trực tiếp lên Tổng cục trưởng. Cục Nghiệp vụ thì có cơ chế tổng kết báo cáo định kỳ về hoạt động theo cái cơ chế nó khác. Đó. Việc chỉ phối hợp mà không chỉ đạo của tổ 304 thể hiện rất rõ trong các bước tiếp theo. Khi nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Đăng Quang từ tổ 304, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Quản lý Thị trường Hà Nội thì giao cho cấp dưới chủ động triển khai việc xác minh, kiểm tra, lập biên bản làm căn cứ xử lý vi phạm. Tất cả các công việc này thực hiện độc lập, đúng quy trình, không chịu sự chỉ đạo của ông Trần Hùng hay bất cứ ai. Biên bản hiện trường do đội 17 lập cũng không hề nhắc đến cái vai trò của tổ 304 hay là ông Trần Hùng. Đó. Văn bản thì không nhắc đến một chút nào cả. Tất cả mọi thứ như thế. Báo cáo các bác là như vậy. Và không hiểu sao cơ quan điều tra lại có thể quy kết như thế. Đây là một điểm rất kỳ lạ. Đó. Tác
nghiệp này của Cục Quản lý Thị trường Hà Nội là do nhiệm vụ và là tác nghiệp cần thiết, chứ không phải là do sức ép chỉ đạo của ông Trần Hùng. Đúng như ông Trần Hùng lúc này thì vai trò là chuyển đơn. Ngoài ra thì không có việc Trần Hùng chỉ đạo Cục Nghiệp vụ và Quản lý Thị trường Hà Nội hướng xử lý vi phạm như là cơ quan điều tra kết luận ban đầu. Vai trò của Cục Nghiệp vụ và Tổng cục Quản lý Thị trường trong vụ việc này chỉ chính thức xuất hiện khi nhận được thư mời họp của Hội đồng Tư vấn xử lý vụ việc tổ chức vào ngày 12 tháng 8 năm 2020. Mà vai trò này họp nhé, là của Cục Nghiệp vụ nhé. Ông Kiều Nghiệp ông giữ hai vai, một là thành viên của tổ 304 và hai nữa là Cục Nghiệp vụ. Thì cái thư mời ấy, thì nêu cái tư cách nào thì đi tư cách đó. Việc ông Kiều Nghiệp đi họp hội đồng tư vấn này là với tư cách đại diện Cục Nghiệp vụ và nêu rõ ở biên bản họp theo kết luận điều tra là do lãnh đạo Cục Nghiệp vụ cử đi, còn tổ 304 thì không nhận được giấy mời. Nôm na là các bác đi dự thì các bác là với cái vai trò là giám đốc của công ty hay là vai trò rằng là chú của ai đó, đúng không? Chúng ta có nhiều vai ở trong cuộc đời này. Thì ở đây á, là gọi là cái tư cách, là tư cách nào? Thì ông Kiều Nghiệp mặc dù là thành viên tổ 304 nhưng đi họp là với cái vai trò là đại diện Cục Nghiệp vụ. Tuy nhiên, với ý thức trách nhiệm cao lại là người có công khởi xướng, phát hiện, xác minh ban đầu, ông Trần Hùng đã trao đổi và thống nhất với ông Kiều Nghiệp phải xử lý nghiêm trường hợp này. Vì thế, ông Nghiệp trong cuộc họp là người duy nhất có ý kiến ngược lại toàn bộ hội đồng tư vấn. Vẫn bảo lưu đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra xác minh vì nhận thấy đã có đủ căn cứ. Tới đây thì các bác có thể thấy rằng là đó, ông Kiều Nghiệp thì ông vừa là thành viên của tổ 304, vừa là gọi rằng là của 304 và vừa là của Cục Nghiệp vụ. Ông ấy đi thì với vai trò là của Cục Nghiệp vụ chứ không phải là thành viên của tổ 304. Nhưng mà ông ấy vẫn gọi rằng là yêu cầu duy nhất khác lại là chuyển sang cơ quan công an điều tra xác minh. Thế cho nên là tại sao mà lại quy kết rằng ông Trần Hùng không muốn hay thế nào đấy ở đây được? Rất là kỳ lạ. Đó. Vì vậy, việc ông Trần Hùng bàn bạc là với tư cách cá nhân cùng với ông Nghiệp. Nó giống như kiểu các bác là về tham vấn bạn bè vân vân gì đó, đúng không? Của ông Kiều Nghiệp nếu có, để bảo lưu quan điểm đúng đắn này có thể được coi là chỉ đạo không đúng thẩm quyền và được xác định là sai phạm công. Một nhận định đúng đắn duy nhất như vậy hãy được coi là một trong những căn cứ để đổ lỗi sai phạm, trong khi tất cả các ý kiến khác của hội đồng tư vấn là chỉ xử lý hành chính. Đó. Các bạn nên nhớ rằng là tất cả ý kiến khác thì đã gọi là xử lý hành chính. Trong khi đó duy nhất ông Kiều Nghiệp thì ông mới bảo rằng là khi đại nhiệm Cục Nghiệp vụ và cũng là cái người mà thân cận ông Trần Hùng thì đề nghị rằng là phải chuyển cơ quan điều tra. Và mong mọi người có nhận định của riêng mình, còn cho tôi biết còn sai phạm của ông Trần Hùng ở đâu trong quá trình này. Nhận định của cơ quan điều tra có đúng hay không, hay chính là Hoàng Thu Hiền sai và phiến diện. Rất song phạm. Và các bác hãy cho tôi cái ý kiến của riêng mình với cách này. Nếu như vậy thì xử lý thế nào? Không làm hoặc gì đấy, đúng không? Ông Trần Hùng thì ông khao khát phá án. Xin thưa với các bác rằng là ngay cả những cái vụ án khác hay là những cái gì đó, hay ngay cả tôi cũng vậy. Ví dụ được hỏi ý kiến một người nào đó, người ta hỏi tôi rằng là xử lý vụ này thế nào, thì tôi nói rằng là phải làm thật nghiêm minh. Ví dụ đấy, không phải vụ Trần Hùng mà nhiều vụ khác của những cơ quan khác. Khi một số người ở trong cái hệ thống họ hỏi mình, thì tôi bảo rằng là với ý kiến người dân hay là với ý kiến cá nhân tôi thì phải là xử lý nghiêm minh. Thế thì vậy là tôi là chỉ đạo của cả cái chỗ đó à? Đúng không ạ? Nó rất là buồn cười ở chỗ này. Thế là tư cách cá nhân hay là tư cách gì đó? Thì ông Trần Hùng với cả ông Kiều Nghiệp, khi mà ông Kiều Nghiệp đi với tư cách là bên nghiệp vụ, Cục Nghiệp vụ, thì những cái gì trao đổi của ông Trần Hùng với cả ông Kiều Nghiệp nó chỉ là tư cách cá nhân thôi. Mà những chỉ đạo này là đúng đắn. Và bản thân ông Kiều Nghiệp này và những cái gì trao đổi, như là những cái gì trao đổi của ông Trần Hùng này với cả Kiều Nghiệp là đúng đắn. Và những gì mà ông Kiều Nghiệp đi lên phản đối cũng là đúng đắn. Sau này cái vụ án mà không đưa ra cơ quan công an ấy, thì do lỗi của ai? Trong khi đó Kiều Nghiệp là thành viên của tổ 304 cũng vừa là thành viên của Cục Nghiệp vụ thì cũng đã nói rất rõ ràng là phải chuyển cơ quan điều tra như là cơ quan công an cái chỗ này. Cho nên ấy, đúng sai thế nào thì chỗ này là tôi thấy buồn cười và kỳ lạ nhất. Còn Trần Hùng có thực quyền hay không thì các bác có thể nhìn qua cái câu chuyện rồi đấy. Thảo nào suốt ngày ông ấy nói với tôi anh mà có quyền thì
anh mà có quyền thì, nhưng mà nghe là chua xót lắm các bác ạ, thật sự là như thế, muốn làm mà người ta không cho làm. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một buổi chiều tốt lành.